Nếu các bạn ủng hộ những content của kênh thì hãy nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất. Và hãy ủng hộ Weibo Game dưới phần mô tả video nha. Rồi, tập mới. Tôi là tôi không biết như thế nào chứ bây giờ cái thời điểm quay này là sắp hết 4 chấm rồi. Cho nên là chúng ta sẽ đặt ra mục tiêu là từ giờ tới hết 4 chấm mình phải ra được món chứ. Để mình qua 5 chấm trên khuôn mặt hồ hởi mình đi farm cho những người khác đúng không? Chứ đâu thể nào ở đây hoài được. Đầu xui. Đuôi hy vọng lộn. Sự khởi đầu nan. Gian nan nhờ nhà vợ được. Nhà vợ anh cũng gian nan giống vậy thì sao? Ủa từ từ. Ủa, làm sao vậy? Cũng mạnh. Ê đừng là 36 cái nha. Ok. Ok. Ê ngày đầu luôn kìa. Đó, gian nan khởi đầu gian nan đó. Ê. Một lùa khóa kìa, mà cái hoa à. Thật rất được ấy. So được. Ra chiến trường được. Ok, thôi kệ đi, hai lần ok vậy. Cũng được đi, chung khởi đầu gian nan như thế cũng được. Tại vì thật ra cái nón cao nhất anh có là 29.5 sắc thương bảo á, cho nên anh muốn vượt con khó. Tinh thông nè. Nó vô một lần này. Nó là lần này. Tính ra là nếu mà nó lệch luôn rồi này. Bỏ qua đi. Hey, that's pretty good. Nó không tệ, hiện tại nó vẫn đang không tệ nha, nó vô HP là không tệ đấy. Vô HP là còn đang xịn đấy. Trời nó Loron kìa. Tiếc thế nhờ, Loron kìa. Này là gục ngã. Rồi cái hiện nó tại đau hơn là lệch nha. Ừ, này anh có thể, anh nghĩ sao về việc thử đổi 4 CV lấy 10% HP. 4 CV với mười mấy nạp ấy. Lấy đóng HP. nó giảm tỷ lệ xuống một xíu, tăng sát thương lên xíu nữa. Đúng không? Mà vấn đề là nó bị hụt tinh thông em. Anh vẫn trên 100 tinh thông mà. Nó vẫn trên 100 tinh thông mà anh tăng đóng HP. Ồ đúng 100 này. Thì đó, đẹp. Và anh 38.000 HP đấy. 81, 23, 4. 5 minutes later. Rồi sau khi kiểm tra thì rất tiếc. Rất tiếc you fell short. Rất hạn so với cái hoa đang có. Cho nên mặc dù rất tốt nhưng mà phải nói lời chia tay. Nhưng mà hôm nay khởi đầu gian nan như vậy rồi, những ngày sau cũng gian nan giống thế nhé. Nhớ nhé. Gian nan như vậy thôi. Được rồi. Gian nan như thế thôi. Mỗi tập mình gian nan tầm 10 lần là được. Được không? Cũng cháy. À, bị lọt cái phòng ngự này nè. Lọt nè, tấn công phòng ngự nè. Một ghê. Tiếc ghê ha. Hai ly này. Tăng sát thương mình tới lôi này. Được không ta? HP này. Mạnh. Đồ muốn lạnh người luôn á chứ. Còn ấm. Thấy ấm mà. Còn đi lôi mà, đâu có đau đâu. Rồi đi rồi đó. Trời ơi.
Trời ơi. Ở lần thứ 3 chứ. Nhầm. Lần thứ 3 mà. Ờ. Lộn. Ông này ông cầm cảm mất cả, ông quên mất tới lần thứ mấy rồi. Ờ chắc vậy quá. Trời ơi. Ê đếm đúng cũng đâu ra gì đâu. Nhưng mà ít nhất là ít nhất là đếm đúng mà. Ừ, ít nhất là đếm đúng. Wow. Hay chắc lần sau đến lộn đi ha. Chứ lộn cũng ra gì đó. Chứ kiểu này là hơi mệt rồi. Sửa ấm trái tim của tôi đi. Sự từ chối của người, sự tỉnh ngộ của người. Hả? Ôi tỉnh ngộ luôn này. Holy. Cuối buổi hôm nay. Ok. Được á. Mình sửa ấm bằng cách cho ma nữ vô. Tôi cần sửa ấm từ ma nữ. Được không? Tiến bộ hơn xíu con ma nữ rồi đó, nhưng mà làm ơn thêm xíu đi nha. Còn lần nữa. Thiếu. Ây à. Liệu cái món này có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi không? Cơ thể của tôi cũng lạnh giá luôn theo cái này rồi. Rất hay. Quê. Oh quê. Nice. Oh, ê. Có khi nào, có lẽ nào. Nâng nữa không? Ok. Này ở gì em cũng không biết à, hình như thế. Tinh thông. Tấn công flash. Nó vẫn đang vô. Nó vẫn đang vô mà đặc biệt nãy giờ nó pin chết. Nãy giờ nó pin chết bộ. Oh my god. Wow. Mà nó vẫn đang. Ủa? Gì đây? 37. Nó mạnh hơn cái cũ không? Nó mạnh hơn cái cũ không? Câu hỏi chính là nó có mạnh hơn cái cũ không? À, câu trả lời là 24. Không. 24.8 cộng 10. Nó ngang, trời ơi. Cái cũ có tinh thông không? Không, nhưng mà cái này có tấn công phần trăm nó mạnh hơn anh. Ê, mà nó vô hết mà sao nó nó min rồi, nó vô hết mà sao nó min vậy. 77 luôn. Đẹp. 77 77 luôn cũng được. Tại sao cái chữ cũng được thì nó nghe kỳ. Đáng lý có thể cao hơn là nó all in.
Mà thôi cũng được. Nói chung là được cái crit rate 77.7 này cũng ok. Không đến nỗi nào. Cũng cháy được á, cũng cháy, cũng cháy. Thôi mình tiếp đi. Thôi không nói nhiều lời nét đi. Wow. Wow. Next. Thôi mình qua ngày mới luôn đi. Mình qua ngày mới luôn đi. Next. Next. Nó xét kia là được rồi. Hơi xe xét rồi. Trời ơi, khổ chưa. Cũng mạnh, cũng mạnh. Tao, tao ta mạnh á. Thôi được rồi. Đây. Nói tiếp đi. Đấy. Hái chà. Liệu rằng. Ờ tế về đi, mình còn lần cuối. Ây à. Một tinh thông luôn này. Ây da, giờ phải all in vô tỷ lệ nha. Oh! À, học rồi. Hả? Trời ơi. Thiệt luôn. Ok, vẫn nâng á, nhưng mà... Trời ơi... Khổ. Trời cái ơi... Không có gì. Không có gì. Không có ghê gì luôn. Vậy. Chúng ta sẽ chốt sổ video này bằng cái độ phòng ngự. Thật ra nó vẫn có khả năng 40 CV mới đáng sợ. Đó rồi là tới. Thôi vẫn đang coi mày đi tới đâu. Cút giùm dữ vậy. Ô. Rồi cút này Ito hả ta? Này Ito xài á. Cút. Như vậy chúng ta kết luận là hết video này chúng ta đã có được một cái đây, đồng hồ mới của chúng ta đây với 37.3 CV, 4.7 tấn công. Nhưng mà sau khi mình check lại thì hạng mình rớt cho nên là mình giữ lại cái này. Hay á. Rồi, và đó là video của Hu Tao. Tập thứ mấy là anh không biết nữa, khi nào lên đi chúng ta sẽ biết ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Nhớ ủng hộ Weibo ở dưới phần bình luận của mô tả video nha mọi người. Bye bye mọi người.